cuối cùng thì tôi cũng đã học được một trong những cái mini cơ động nhất trong cái game này, Electric Cloud. Dạ hello các cậu, lâu lắm rồi gió xuyên cục xuống mới trở lại. Hôm nay tôi sẽ master cái Electric Cloud này rồi đi múa cho mấy ông coi. Với độ cơ động vô cùng cao của mini này, tôi dám cá là sẽ có những cái pha. Hành trình gió xuyên cục xuống lại đến pha kè 30 không tỷ phần 13. Lại video với đăng ký kênh đi mấy bà. Trước khi để có thể múa được cái Electric Cloud này thì tôi cần phải đi cài Mastery cái đám em ạ. Má 330 Mastery cài chắc khủng. Dạ cái phương án tôi chọn để cài Mastery sẽ là đi sang Elite. Sẵn còn mở cái cổng mình pháo đài nữa chứ. Chưa cái cục. Và mỗi lần đi sang Elite ở đâu rồi thì lại là một câu chuyện dài. Ví dụ như là ở đây tôi nhanh S10 để cho mấy em coi là tôi đi tìm coi Elite nó cực khổ như thế nào. Cái map nó rộng thôi cho cái định vị luôn đi. Nhưng mà nỗi đau nó đâu kết thúc ở đó. Sau khi đi một vòng quanh cái bản đồ thì tôi mới phát hiện là nó ở ngay sau dinh thự. Ma nó cày á. Nhưng mà không sao, vấn đề quan trọng là Mastery và cái chén. Biết đâu sau khoảng thời gian dài tìm con này tôi được lên đáp thì xí. Và trước khi tiếp tục, để tôi giới thiệu đến một tựa game tôi được một khứa ẩn danh giới thiệu, Lăng và Sushi. Nghe quá tên thì mấy ông cũng biết sẽ chơi như thế nào rồi đúng không? Đây là một tựa game kinh doanh có thể biến chúng ta trở thành một chủ nhà hàng sushi. Mà để làm sushi thì nguyên liệu chính chắc chắn là cá. Thế là game này cho chúng ta làm thêm một điều nữa là lặn để bắt cá. Nhưng mà yếu quá thì cá nó bắt mình. Thế là game này có thêm hệ thống trang bị để nâng cấp nhân vật. Và hệ thống trang bị này còn có thể nâng cấp thêm nữa. Tên này chắc đỡ cút rồi. Và một khi đã đủ trang bị thì chúng ta có thể tiến vào những nơi vừa nguy hiểm vừa thú vị hơn. Ví dụ như là cái hang động vô cùng bí ẩn này. Ở đây săn được thịt cá điện luôn. Ngoài ra nếu như chơi gặp nhiệm cá quá khó thì còn có một tính năng gọi là cường hóa móc lao. Chỉ cần có mấy búp này thì dù cho là một chủ nhà hàng đi nữa, chúng ta cũng thể bắn ra băng hoặc lửa. Ảo liền, hết hồn liền. Các cậu có thể lên Google Play hoặc App Store tải ngay Lặn và Sushi về để trải nghiệm cảm giác vừa là một thợ lặn vừa là một chủ nhà hàng. Ngoài ra đừng quên để lại cho tôi game này một đánh giá 5 sao cùng với bình luận game cuốn quải, lặn biển vui quải. Ngoài ra link tải game tôi để dưới phần mô tả và ghi bình luận, anh em cứ thông qua đó mà tải về nhé. Còn bây giờ thì trở lại video thôi. Thế là đã xong cái clip. Và tất nhiên là méo ra cái chén. Nhưng mà tôi rất tự tin là sẽ đủ Mastery để mở khóa được kỹ năng đầu tiên. Thôi không sao, con thứ nhất không được thì con thứ hai. Lần này thì nó ở bên cây đại thụ cho nên cái việc tìm kiếm nó khá là dễ dàng. Nè ông nào chưa biết là để tôi hướng dẫn luôn cho nè. Nè đi thẳng tới cái cục đá ở phía trước này nè. Sao này game lock mô hình lâu vậy ta? Tôi chắc chắn là nó phải ở đó chứ không thể ở chỗ khác được. Hôm nay sao nó lại spawn ở đảo này nữa nhỉ? Nhưng mà thôi điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ có ra được cái chén hay không chứ mở được chiêu đầu tiên là chắc chắn rồi. Lại là một con boss DRA sử dụng magma. Thì liệu rằng cái kịch bản lúc nãy có lặp lại hay không? Ok, nó đã lặp lại. Nhưng mà không sao, ít chuyện boss này cũng đã giúp được tôi mở khóa được một kỹ năng. Lôi nổ. Và diễn khá lâu tôi chưa đụng tới melee này cho nên đây là lúc test lại. Lôi nổ. Thôi ơi trời, cái chiêu đó quá dài. Ôi trời, cái chiêu này lướt ổn lắm nha. Nhưng mà hơi sơ hở xíu vì con quái nó quýnh muốn lòi. Được cái là sát thương khá là cao. Còn giờ đi cài tiếp để mở khóa kìa. Tôi bắt đầu tìm ra được cái điểm tôi không thích ở cái melee này rồi. Mục tiêu tiếp theo của tôi để cài Mastery là con Urban ở thị trấn cảng. Và đối với tôi thì boss nào cũng được, miễn sao đừng ở đảo rùa. Vì mỗi lần boss ở bên đó là tìm thấy. Và với con boss mới ở vị trí mới, tôi tự tin là mình sẽ ra được cái chén. Thôi chắc đéo gà luôn quá. Và nó méo gà thiệt luôn mấy ba. Nhưng mà dù có như vậy tôi cũng không được nản lòng. Tôi quay sang xử thần Storm để lấy cái mũ phi tông. Tôi mới tính nói mũ phi tông với mấy ba. Mũ phi công. Và mặc dù tôi mới hiểu tại sao cái mũ dành cho mấy thằng lái máy bay nó lại tăng tốc độ chạy, nhưng mà tôi biết một điều là mũ này tăng tốc độ chạy nhiều vãi nồi, tới 130% nên tôi phải lấy. Tôi nghĩ là tôi đang dành quá nhiều thời gian để xăm lôn rồi. Vì vậy tôi định trở lại farm mấy con boss để cài Mastery cho nhanh. Và thuyền trưởng vô là con đầu tiên mà tôi nhắm tới gì đó kế bên dinh thự. Và boss này thì không quá khó anh. Cho nên chỉ mất tầm 5 phút thì tôi đã xử lý xong. Quái nồi ra xong móc luôn kìa. Bị cái tôi đéo cần. Sau khi xong thuyền trưởng vô thì mục tiêu tiếp theo của tôi là Polo Pilo. Vì level của nó khá cao rồi. Lần thứ 2 trong ngày tôi bị chặn cửa. Thế là tôi chuyển sang chế độ cày cuốc cực căng tới mấy boss khác. Hết con Kilo tới con Big Bom. Nhờ vậy mà tôi đã mở khóa được kỹ năng thứ hai và chính thức trở lại đi sang Elite tiếp. Và bà nội cha nó lại một con Elite ở đảo rùa. Thế là phải mất 20 phút thì tôi mới tìm được nó. Và đây cũng là cơ hội tốt để tôi test kết hợp hai kỹ năng mới của mình. Đầu tiên là lôi nổ xuyên qua mục tiêu, sau đó. Ủa tôi thấy hụt mà vẫn trúng kìa. Mắc cái hitbox của Elite chích cloud ảo vậy. Giờ trận boss nó spawn là chỗ cũ, tôi combo nhỏ mỏ thêm một phát nữa nè. Ủa nó đâu luôn rồi ta? Trong lúc tôi đang đứng chờ nó trên đây thì đứng ở dưới nó quăng sấm vô cục cứt gì đó. Nhưng giờ thì mấy cái đó không quan trọng nữa, quan trọng là có ra cái chén hay không, tôi thèm đi được cái cổng đó lắm rồi. Thế là từ nay cái cổng nó đừng hòng chặn tôi nữa. Nhưng mà để mở khóa để cổng dịch chuyển thì tôi cần phải chịu họ được Rimmin ra và xử lý nó. Và đây là lúc chào đón sự xuất hiện của thằng Khứa Tú. Nó dạo lắm mấy ông nhớ đăng ký kênh đó nha. Và với trình độ thường xuyên dạo nhấn nút cho tôi thì chỉ mất tầm 1 phút 30 giây lần Tú nó xong. Thế là trận chiến giữa võ sĩ cục súc và Rimmin ra chính thức bắt đầu. Nhưng mà sau khi nhắc tới võ sĩ cục súc tôi mới nhớ, tập này chúng ta không có tính KDA cũng không có tính bounty luôn. Từ nãy tới giờ tôi toàn làm võ sĩ thân thiện chơi với quái. Vì vậy tôi quyết định rồi, sau khi học đủ 3 kỹ năng của Electric Cloud thì tôi đi BV cực căng luôn. Chở chở thằng Khứa Tú nó quýnh kiểu gì mà con Rimmin ra toàn quýnh tôi không vậy? Hên là tôi mạng lớn chứ không thôi là khởi đầu cái việc tính KDA với lại tính bounty là số âm rồi. Và sau hồi dưỡng thương thì tôi đã chính thức trở lại với Khứa Tú để xem liệu rằng cái em này có may mắn tới nổi ra lương mini euro ở lần đầu hay không. Đúng như mong đợi.
Nhưng mà có cái này là quá tuyệt vời rồi. Trời ơi, tao nói cái cảm giác đi qua đi lại cái cổng nó đã gì đâu luôn, nó thỏa mãn thật sự. Sau khi mở được cái cổng thì tinh thần của tôi cũng hăng hái lên hẳn. Thế là tôi trở lại về cày mastery cực căng của mình. Và cuối cùng thì giờ chiến đấu đã tới. Cái lợi thế của Electric Claw này là tấn công bất ngờ. Rồi luôn, khỏi lên luôn. Cái lợi thế của Melee này là tấn công bất ngờ, cho nên tôi hồi nãy giờ đùa thôi, bây giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu nè. Trả KDA và bao tiền trở lại đúng chỗ của nó. Vàng khứa này sẽ là điểm đầu tiên của tôi. Lo. Ê. Ê, khoan. Cái này sao phải chạy ngu quá, tôi phải đưa cái mỏ ra cho nó. Ok, thằng này combo ngu. Và bây giờ thời khắc phản đòn của tôi đã tới. Lần này không có múa gì nữa hết. Tôi dùng kỹ năng C để tiếp cận rồi spam đòn đánh thường. Và dưới lúc nãy thằng khứa này đã tự làm mất cơ hội của nó. Cho nên chiến thắng này là của tôi. Và sẵn đà đang máu thì có một thằng khứa Kitsune đang nhảy bên kia nữa. Thế là tiếp tục trận chiến. Để coi Kitsune hay là Phật Tổ với lại Electric Cloud mà. Cái chiêu này hụt hoài. Nếu vậy thì tôi sẽ sử dụng kỹ năng ít để bắt nó. Lôi. Nà đi, quải từ hồi chơi game này tới giờ lần đầu tiên tôi thấy con số không đam. Nồi tài ẩn của Kitsune ha mấy ba. Nhưng mà thôi kệ, dù gì cũng có chuối rồi. Bây giờ tôi sẽ đứng ở đây để chờ mục tiêu. Cái thằng khứa sẽ chế bằng hồi nãy chứ không ai khác. Vậy là nó muốn chiến lại thêm một lần nữa. Lần này tôi đã có kinh nghiệm rồi cho nên sẽ không trúng cái phát B nào của nó nữa đâu. Để xem thằng này định làm gì khi nó nhảy lên trong khi lợi thế của nó là đấu ở dưới đất. Lôi động, giả vô cái mỏ nè. Cho nó tưởng là bay trên không thì tôi đánh không trúng. Nhưng nó không biết là khi kết hợp cái melee này với auto click thì tôi hoàn toàn có thể đập cánh bay tới như thả diều. Điện kỹ tối thượng. Auto click. Đúng vậy, trong lúc làm kiếm sĩ vĩ đại tôi đã thua thằng khứa xài tuyệt kỹ này. Cho nên đây là lúc tôi giận. Sao tôi cứ quên nó có cái chiêu đóng bằng vậy ta? Nhưng mà tôi biết chắc chắn là thằng khứa nãy combo ngu. Đó, nó quan hộ con chim nữa kìa. Bây giờ mà muốn nó thắng chắc tôi phải đứng ra cho nó đóng bàn tầm mấy chục lần nó mới thắng được. Thế là tôi đưa mỏ cho làm thử thật. Và đúng như kịch bản thì giữa những chiêu trong combo của nó có cái khoảng trống tầm đâu mấy giây á. Như thời gian để tôi giả lại vô mỏ nó vậy nè. Thế là nó cút dưới tay tôi lần thứ ba. Giờ tìm đối thủ khác chứ quýnh với thằng này ghi tôi gà theo nó luôn. Thế là tôi bật haki quan sát lên rồi lên đường tới đảo hỏa băng. Ở đây có hàng khứa đang nói chuyện với nhau và có vẻ tụi nó level cao mấy không à. Nhìn xa xa thấy có thằng thiên thần 14 thì phải. Nhưng mà sát thương của tôi vẫn đủ để tiêu diệt một thằng từ C3 về, cho nên chỉ cần tấn công bất ngờ lên. Ủa gì vậy? À, hồi nãy là ở khúc này tôi biến Phật tộc. Rồi ok, hiểu. Game lỗi vãi. Không sao, ít ra để pha nãy cũng không mất bao ti. Bây giờ làm lại nè. Hàng khứa này kết hợp với nhau mượt thiệt chứ. Nhưng mà làm sao tôi chịu thua như vậy được. Đánh ở đây thì phải biết không mình tận dụng môi trường. Nắm cái đầu thằng kia xuống mắt ma. Trời ơi, chụp nó nghệ dính hai thằng luôn. Ở thằng kia nó KS hơn một kill của tôi rồi. Mà không sao, một mạng với một hỗ trợ cũng được. Tuy nhiên thì trận chiến vẫn chưa kết thúc ở đây. Có thêm vài khứa khác lại tham chiến nữa mấy ông à. Mà đánh đông như vậy để dạng Phật Tổ dễ bị giả vô mỏ lắm. Cho nên tôi phải biến nhỏ là để quánh cho nó mượt. Quánh không lại thì chạy luôn. Và khi đấu những trận như thế này thì tôi phát hiện là chỉ dùng melee nó hơi thốn mấy ông à. Thế là tôi thử dùng thêm Rengoku. Và mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẻ. Nhưng mà ở đây có thằng sử dụng bottle đánh khá là. Thấy mẹ ơi. Thôi tôi tưởng tôi cút luôn rồi trời. Đang ở dạng teo nhỏ nó combo cái còn có 2k máu. Giờ tôi cần phải chuyển sang đánh lả lướt né tránh lên xíu thì mới ổn. Hồi nãy mới dừng lại thở con xíu tôi mới combo muốn lòi. Mà tầm trình độ con khứa này thì làm sao bắt được tôi. Giờ nó bị thằng khác. Thế là vì quánh nhau mà trên là trang bị quá. Nên tôi quyết định đi cày mastery của Rengoku. Rồi đi kiếm thêm cái súng phun độc nữa. Vì vậy tôi phải treo server cả tiếng mấy đồng hồ để chỉ chờ nhà máy. May mắn là còn có anh thuyền trưởng miền rủa để quánh. Và tôi rất hy vọng nó sẽ ra cái đuối để tôi đổi sang tập gốc. Không sao, vẫn còn một bên nhà máy. Thôi nghỉ ngủ.